Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục kiến thức xây dựng của Bút Mực. Trong chuyên mục hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về một cái móng băng. Ngôi nhà này có chiều rộng là 4,5m và chiều dài là 21m, được thi công làm móng cho công trình nhà 3 tầng trước, 4 tầng sau các bạn. Cũng theo nguyện vọng của một số bạn để chia sẻ một trong những cái móng băng nó chuẩn và làm như thế nào nó chuẩn. Các bạn thấy cái móng băng này được chủ nhà và chủ thợ quốc đến cái là đất cứng và dạc đi rất là phẳng. Sau đó là được đổ một lớp bê tông lót dày 10cm. Các bạn thì trông người chúng ta nhìn thấy nó rất là phẳng. Với những công trình thế này thì đơn vị thi công là dùng cái ván ghép bên ngoài luôn, làm cái tương đỡ sau này đổ cốt pha luôn. Các bạn thấy là như một số công trình trước thì các bạn thấy là họ sẽ xây gạch, thường là họ đổ 1m3 xong xây gạch vào 1m2, nhưng đơn vị này là dùng luôn ván làm cái cốt pha, không xây gạch, đã tiết kiệm cho gia chủ và cái công thợ khá là nhiều các bạn. Đấy, các bạn thấy là bè ván bên trong cũng như bên ngoài. Toàn bộ cái móng băng này thì được làm với 6 cây sắt D20 các bạn. D20, đai A8 đi đai A200 các bạn. Các bạn thấy là chỉ cái công trình này chỉ tại các đầu cột. Đầu cột thì có đai khóa ở đầu cột xuống dầm, chống cái xê dịch của những cái sắt cột rất là tốt. Nhưng mà chỉ khiếm khuyết mỗi một cái là các bạn nếu mà làm thì các bạn thu vào 1/4 cái đầu dầm từ cái chỗ cột đấy ra. Các bạn cho cái đi đai A100 thôi. Còn những chỗ khác thì các bạn có thể lưới ra. Tối đa là A200 các bạn. Nhìn tổng thể các bạn thấy nó rất là phẳng, rất là phẳng. Đấy. Sau khi giặt cuốc móng, giặt móng và chỉnh sửa móng, đánh thăng bằng thì đơn vị thi công cái móng này đã đánh thăng bằng rất là phẳng và đổ cái bê tông lót phẳng, trông rất là phẳng, sạch sẽ. Đây các bạn thấy cái hệ thống móng chúng ta đơn vị căng, đánh nèo, thả dây nèo căng rất là vuông, rất là thẳng tại những cái vị trí này. Đấy, các bạn thấy là nhiều khi chúng ta đo cái cạnh vuông của cái góc, nhiều khi không có thước của thế nọ đến kia, nhiều đơn vị là không biết đo thế nào. Chúng ta hình dung theo cái định lý Peter Go, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Đấy, một chiều 60, một chiều 80, 66, 36, 88, 64 cộng vào được 100 bình phương ra nó được 1m cạnh huyền, thì cái góc vuông của chúng ta là vuông các bạn. Đây các bạn nhìn thì đan với cái đai bên dưới là thép D12 các bạn, đan A200. Toàn bộ thì không phải xây, cho nên tiết kiệm cái quá trình xây nhân công khá là nhiều các bạn. Nhiều khi là với cái quá trình đưa vật liệu xuống sâu thế này và đóng ván thế này, chúng ta giảm đi được cái công xây tường bo rất là nhiều. Các bạn thấy là sau này chúng ta đổ khép cái bê tông lên thì cái bê tông của chúng ta nó tạo lên rất là chắc chắn. Đây, chúng ta nhìn toàn bộ hệ thống cột là 4 cây thép D18 các bạn. Đấy, cái khẩu độ nhà 4,5m này. Đấy. Nhìn cái móng so với cái móng nhà bên thì cũng khá là sâu so với lại này hệ thống. Khi các bạn đã cuốc nó phẳng rồi các bạn, khi cuốc phẳng rồi thì các bạn sửa móng đều, những chỗ nào thấp, chỗ nào cao các bạn cân đều, đánh thăng bằng hai đầu và các bạn căng dây. Các bạn sửa và các bạn đổ lót làm sao đầu các toàn bộ cái hệ thống dầm của móng của chúng ta khi đổ lót nó càng phẳng thì càng tốt các bạn. Hệ thống càng phẳng thì cái quá trình phân tán lực nó càng đều các bạn, càng đều. Thế thì sắt thì các bạn sau thì các bạn có thể kê lên 3 phân đến 4 phân, nó sẽ thép móng này, hoặc là cái con các bạn có thể dùng cái con kê chuyên dụng. Nếu như về khoảng cách thì các bạn có thể nghiên cứu cái tiêu chuẩn 5574/2018, các bạn có thể biết là cái cốt thép đây là một cái quy định về thi công cốt thép trong xây dựng bê tông bảo vệ cốt thép, trong cái xây dựng nó rất là chi tiết và rõ. Đây thì các bạn thấy toàn bộ cái hệ thống đai đều được đơn vị thi công chia đều. Việc chia đều này thì tất nhiên là giải đai thì nó tiện hơn ấy hơn, nhưng mà phần những cái phần từ cái đầu dầm trở ra, chúng ta đánh dấu những vị trí dầm và chúng ta buộc đai ở những vị trí đó là khoảng A100. Cái vị trí đai A100 này nó chiếm khoảng 1/4 cái khoảng cách đó các bạn. Các bạn cứ lấy khoảng cách dầm các bạn chia nó làm 4 và các bạn nhân ra
Đây các bạn thấy đơn vị nối thép rất là tốt. Với cái khoảng cách, với cái độ lối rất là tốt. Với những cái móng như thế này thì các bạn hoàn toàn là an tâm cho công trình 3 đằng trước và 4 đằng sau, thậm chí lên cao hơn. Vì cái chất đất của chúng ta nó cũng rất là tốt. Và cái thứ hai, cái nền móng của chúng ta nó cũng rất là phẳng. Hai là trong quá trình thi công các bạn thấy là chúng ta cân móng rất là đều, dẫn đến là công trình có lún thì nó cũng sẽ lún đều. Thi công với những công trình này, trước khi làm thì các bạn thấy là chúng ta cái đào móng chúng ta phải kết hợp với lại cái thợ guốc, làm sao chúng ta lấy cái cao độ đánh dấu. Như đây nó có cái nhà bên cạnh nó có sẵn rồi, các bạn đánh dấu luôn vào cái nhà bên cạnh, đo thăng bằng các đầu và đánh dấu luôn vào cái tường nhà bên cạnh, và từ đó chúng ta đo xuống cái móng guốc đến đâu chúng ta đo đến đó, tại cái vị trí cột chúng ta có thể thẳng chúng ta đo. Thì cái đơn vị guốc móng người ta, cái nhà người lái máy người ta guốc nó sẽ đều hơn, thì chúng ta ít phải chỉnh sửa hơn các bạn. Sau khi guốc xong rồi thì chúng ta bắt đầu là đánh lại thăng bằng, chúng ta đóng mốc chúng ta đánh thăng bằng lại và chúng ta chỉnh sửa làm sao là nó càng bằng thì chúng ta đổ cái bê tông này nó càng giảm đi, nó đỡ phải phải nhiều cái bê tông. Vì vậy là chúng ta đổ lót cái bê tông, cái mác bê tông bên dưới này thì như thế này các bạn có thể, những cái mác này thường chúng ta đổ mác độ 200 hơn 200, nhưng mà các bạn trộn. Còn nếu như mác gạch thì xây gạch, nhiều đơn vị xây gạch thì nó chỉ chịu được cái mác 75 thôi, cái độ thấm nước nhưng cái bê tông này nó chịu rất là tốt. Cho nên với cái điều kiện như cái tiêu chuẩn 5574, nếu các bạn không đổ lót ấy, thì nó phải kê cái thép này lên là 7 phân các bạn. Nhưng mà với đổ lót này thì các bạn kê 3 đến 4 phân là rất là đẹp rồi. Đây các bạn thấy hệ thống căng dây, đơn vị căng dây nó rất là phẳng, thẳng. Sau đó là đổ dầm. Làm dầm, cái dầm này thì vào cái dầm 300-600 các bạn. Với những cái dầm thế này thì các bạn rất an tâm cho những cái công trình của chúng ta nó thi công sau này. Nền móng rất là tốt, sắt phân bố nó đều các bạn. Như này thì cái lượng gạch xây của chúng ta cũng giảm đi được khá là nhiều. Với cái nhân công đưa xuống, nhân công nếu mà xây bo bên trong, các bạn thấy là nếu phải xây bo, khi đổ những cái móng này và dùng cái bê tông trộn máy thì chúng ta đổ nó sẽ rất là nhanh các bạn, cho những cái công trình đổ móng băng như thế này. Nhìn rất là phẳng các bạn, trông cái móng nó rất là đẹp so với nhìn cái tổng cái thể, cái chiều vào chúng ta nhìn bên trên xuống, cái cảm quan chúng ta nhìn cái hệ thống móng của chúng ta nó rất là phẳng, sắt nó đều đi, nó rất là ngay ngắn. Chứ như cái clip trước các bạn thấy là đơn vị thi công cho cái lượng sắt nó rất là dày chịt choạt ở phía những cái dòng này, cái sắt ngắn nó chạy suốt thông qua đấy, các bạn thấy cái sắt D12 nó chạy rất là đều nhau, rất là đều nhau, dẫn đến vì cái quá trình nó liên kết đều thế này thì nó phân bổ cái lực của chúng ta nó cũng rất là đều. Chứ không phải là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là cho nhiều sắt là nó tốt, không không phải là như vậy. Chúng ta tính toán cho làm sao nó vừa đủ thôi. Ngày nay đã có những cái phần mềm nó tính toán về những cái kết cấu này rất là tốt, đưa lên thì các bạn có thể tính được các cái lực của nó tác dụng lên ngay. Thế thì với những cái công trình nhà nếu như các bạn xây đằng trước 3 tầng, đằng sau là 4 tầng kết hợp với tum thì các bạn làm một cái móng băng như thế này thì nó quá là chắc chắn so với ngôi nhà 3 đằng trước 4 đằng sau, mà vừa đỡ tốn kém, giảm được cái công thợ nó khá là nhiều các bạn cho những cái công trình như thế này. Nhìn sơ bộ chúng ta thấy là phần lớn là những đơn vị thi công là thường quên những cái đai khóa ở những cái thép cọc thế này các bạn. Khi buộc vào là chúng ta chỉ buộc thôi chứ không cho cái đai khóa giữa cột với lại cái dầm. Chúng ta khóa định vị 4 cái canh thanh này vào thì nó quá trình đổ bê tông nó rất ít là biến động. Sau này các bạn chỉnh sửa một cái nọ cái kia thì nó rất là tốt và nhanh. Nó không bị sập sạch hoặc nó không bị lay. Nhiều khi chúng ta quá trình đổ cái thứ rồi là đi lại chứ chúng ta bám vím nó sẽ bị nghiêng, nó mất đi những cái tim, cái mốc và cái cột của chúng ta nó vặn đi. Sau này chúng ta chỉnh nó rất là khó. Hay là từ những cái cột này các bạn thấy là các bạn đo mốc chuẩn, cũng rất nhiều bạn chụp lên và đưa lên xin ý kiến là cái sắt nó thiếu như vậy thì là lối thế nào, làm thế nào để vì nó từ dầm nó lên nó không được đảm bảo 30D các bạn. Cho nên khi có những cái này rồi thì chúng ta có cốt có mốc rồi chúng ta đo chúng ta tính thì được cắt làm nó rất là chuẩn.
nó không bị lỗi và nó đảm bảo được tiết kiệm cái lượng sắt rất nhiều. Các bạn xem một cái móng như thế này thì nó khá tiết kiệm sắt, thép cũng như cái nguyên vật liệu cho như những cái móng các bạn thường xem, thường thấy. Nó rất là tốt. Để làm được những cái móng như thế này thì nếu như các bạn vào cái thời tiết mùa khô như thế này, chúng ta làm rất là tốt đấy, các bạn nhìn nó rất là đẹp. Rồi bút mực xin cảm ơn các bạn đã ghé xem, đăng ký kênh và chia sẻ. Chúc các bạn có những công trình sớm hoàn thành.